Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinakit chuyên gia từ bếp. Ngày hôm nay mình xin phép sẽ giới thiệu một kinh nghiệm cơ bản nhất cần phải có khi chọn mua tủ bếp, đó là các bạn cần phải nắm được là trên thị trường hiện nay có những dòng sản phẩm tủ bếp nào, ưu nhược điểm và chi phí của từng loại ra sao. Thì đấy là cái cơ bản đầu tiên để bạn lựa chọn một cái bộ tủ bếp ưng ý. Rồi bây giờ thì bắt đầu nhé. Cơ bản thì thị trường tủ bếp hiện nay thì nó quay đi quay lại, nó chỉ xoay quanh bốn cái dòng sản phẩm thôi. Một là tủ bếp inox, hai là tủ bếp gỗ tự nhiên, ba là tủ bếp gỗ công nghiệp, bốn là tủ bếp gỗ nhựa. Quay đi quay lại sẽ chỉ xoay quanh bốn dòng sản phẩm này, và bạn chọn loại tủ bếp nào thì cũng chỉ là một trong bốn loại tủ bếp này. Và sau đây thì mình sẽ so sánh về ưu nhược điểm, phân tích về ưu nhược điểm và chi phí cho mỗi loại tủ bếp để các bạn có thể lựa chọn được cái bộ tủ bếp nó phù hợp. Đầu tiên là tủ bếp inox. Tủ bếp inox thì nói thôi thì cũng đã thấy là nồi đồng cối đá rồi đúng không ạ? Tủ bếp inox thì ưu điểm của nó đầu tiên nó là không mối mọt, không cong vênh, không ẩm mốc, không sợ nước luôn. Nhược điểm thì một số quan điểm cho rằng thì tủ bếp inox nó sẽ có gì đó nó bị thô, bị lạnh. Đấy, nhưng nếu qua xem tủ bếp inox hệ module rời CNC của Vinakit chuyên gia tủ bếp thì mình nghĩ là các bạn sẽ thay đổi cái quan điểm này ngay. Tủ bếp inox rất đẹp đấy ạ. Mình chèn một vài cái hình ảnh về tủ bếp inox ở đây nhé, để các bạn dễ quan sát hơn. Khung tủ inox thôi, còn cánh tủ bên ngoài là cánh gỗ, cánh nhựa như thường. Nhìn từ ngoài thì không biết là tủ bếp inox đâu ạ. Giá bán tủ bếp inox hiện nay trên thị trường thì nó sẽ dao động vào là từ 8 triệu đến 15 triệu trên một mét dài tủ cả trên cả dưới, thì tùy vào quy cách gia công và chất lượng. Đấy, thứ nhất là tủ bếp inox là như vậy. Thứ hai là tủ bếp gỗ tự nhiên. Thì đối với tủ bếp gỗ tự nhiên thì đây nó là một loại tủ bếp truyền thống từ xưa đến nay rồi. Ưu điểm của nó là thân thiện, quen thuộc, và nhiều người cho rằng là gỗ tự nhiên nó có cái gì đó ấm áp, ấm cúng, sang trọng. Nhưng nhược điểm thì trừ một số dòng gỗ tự nhiên cao cấp, gỗ quý nhóm 1, 2 như là gỗ hương như này chẳng hạn. Đấy, thì gỗ nó rất là đanh, chắc, không mối mọt và cũng không cong vênh. Còn lại thì đa số thì vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường, làm cong vênh, mối mọt. Giá thì nó sẽ chia ra làm hai phân khúc. Một là các loại gỗ tự nhiên, gỗ quý này thì chi phí nó cao, chi phí nó sẽ rơi vào tầm là 14 đến khoảng là 20-30 triệu trên một mét dài, tùy từng chất lượng và từng đơn vị gia công. Còn đối với các loại gỗ tự nhiên thông dụng như là gỗ tần bì, xoan đào, xối Nga thì chi phí của nó thì chỉ rơi vào tầm là từ 3 đến 5 triệu cho một mét dài thôi. Đấy, gỗ tự nhiên thì nó sẽ được ứng dụng rất là nhiều, và đa số thị trường hiện nay vẫn đang sử dụng các, vì nó chi phí nó thấp mà, nên là đa số hiện nay thị trường thì vẫn đang sử dụng gỗ tự nhiên, nó quen thuộc, chi phí thấp. Đấy. Thứ ba, loại tủ bếp thứ ba mà các bạn cần phải lưu ý nó là tủ bếp gỗ công nghiệp. Thì gỗ công nghiệp hiện nay thì ứng dụng khá là nhiều, đặc biệt là nó hợp với cả các cái thiết kế hiện đại như là nhà chung cư. Ưu điểm là dễ gia công, chi phí thấp, chống mối mọt và rất khó bị cong vênh, co ngót. Nhược điểm cần chú ý là nó sẽ chịu nước kém, có nghĩa là khi ngâm vào nước thì nó sẽ, gỗ công nghiệp nó sẽ có hiện tượng bị nở. Gợi ý của mình thường gợi ý và tư vấn cho khách hàng ấy là nếu làm tủ bếp gỗ công nghiệp thì nên kết hợp là cái khoang chậu rửa của mình làm bằng inox thì đây là cái điều tuyệt vời nhất, bởi vì nó vừa bền, chi phí thấp. Giá gỗ công nghiệp thì tại bên Vinakit chuyên gia tủ bếp ấy, thì bên mình chỉ bán gỗ công nghiệp chuẩn An Cường thôi, bởi vì ở Việt Nam hiện nay thì theo tìm hiểu và theo kinh nghiệm của bên mình thì chỉ có An Cường nó mới đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo uy tín nhất để mình sử dụng. Còn giá tủ bếp gỗ An Cường thì nó sẽ rơi vào tầm 4 triệu đến 7 triệu cho một mét dài, tùy vào cái loại bề mặt phủ. Nó sẽ có 3 bề mặt phủ là melamine, laminate, acrylic, thường là vậy, còn có thể phủ veneer nữa. Còn chi tiết về từng loại bề mặt phủ này thì ở một video khác chuyên cho tủ bếp gỗ công nghiệp thì Vinakit sẽ giới thiệu. Cuối cùng thì là tủ bếp nhựa. Rất nhiều đơn vị quảng cáo cho tủ bếp nhựa là cái vật liệu nó dạng như này, cấu tạo nó sẽ có là thành phần là từ hạt nhựa. Thì rất nhiều đơn vị quảng cáo cho tủ bếp nhựa vì lợi nhuận cao, dễ gia công và vì có yếu tố nhựa, thế nên là nó có đặc tính là chống nước, làm rất nhiều người thích. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm thực tế của Vinakit
thì thật sự khuyên các bạn là không nên làm tủ bếp bằng gỗ nhựa. Đúng thì ưu điểm của nó là chống nước rất là tốt, chống bối mọt hoàn toàn, chống nước là tốt, chống cháy nữa. Nhưng một vài điểm yếu, một điểm yếu mấu chốt của cái vật liệu này thì rất ít người mà sẽ tư vấn và nói ra để mọi người thấy. Vinakit nói gì thì sẽ luôn có cái hành động chứng minh. Ví dụ như là cốt gỗ của mấu chốt của nó là cốt gỗ của cái nhựa này nó rất là yếu. Rất là yếu, bằng chứng là mình bấm tay vào. Mình bấm tay vào cốt gỗ. Nó lõm này. Nó lõm này. Và ngoài ra nữa thì đơn giản là việc là mình có thể dùng móng tay bóc bóc thành từng tấm. Bóc thành từng miếng như này thì chứng tỏ cốt gỗ của nó rất là yếu. Rất là yếu thì khi mà mình bắt vít vào một thời gian á, bắt vít một thời gian thì sức nặng của cánh tủ nó lại làm tủ của bạn sớm bị sập sạch thôi. Ngoài ra nữa thì chính vì cái kết cấu rỗng của nó, nhựa cốt gỗ nó yếu, kết cấu rỗng, thế nên là dùng một thời gian nó sẽ rất là nhanh bị cong vênh. Gỗ nhựa dễ bị cong vênh. Đấy là cái kinh nghiệm thực tế với mình đã gặp phải. Còn chi phí cho gỗ nhựa, nếu như bạn đã sử dụng gỗ nhựa nhá, thì mình khuyên sử dụng gỗ nhựa của Picomat. Picomat nó là nó giống như An Cường nó về gỗ công nghiệp nó số 1 thì Picomat nó là số 1 về gỗ nhựa. Thì nên chọn gỗ nhựa của Picomat nếu sử dụng. Hoặc là mình có lời khuyên là theo kinh nghiệm mình thì gỗ nhựa nó rất thích hợp cho những cái vị trí là cần ít chịu lực, như những cái khoang nhỏ, ví dụ như chỉ riêng khoang chậu rửa của tủ bếp bạn làm bằng gỗ nhựa thôi, hoặc là tủ lavabo nhà vệ sinh, hoặc là những cái tủ đựng trong nhà vệ sinh tiếp xúc với nước nhiều, các bạn làm bằng gỗ nhựa mình cho rằng là tốt. Đấy, còn nếu như làm một hệ tủ bếp dài to, những kết cấu to thì không nên, nó sẽ cong vênh và nó sẽ sớm bị sập sệ. Giá bán nếu như là các cái sản phẩm gỗ nhựa hiện nay trên thị trường ấy, thì cho tủ bếp ấy, nó sẽ rơi vào tầm là từ 5 triệu đến 8 triệu đồng, tùy thuộc vào cái quy cách gia công và tùy thuộc nguyên vật liệu này, quy cách gia công này và chất lượng gia công và uy tín của từng thương hiệu khác nhau. Đấy, thì trên đây là mình đã khái quát sơ bộ về các vật liệu làm tủ bếp, ưu nhược điểm và mức chi phí cho từng loại để các bạn có cái nhìn tổng quan nhất trước khi chọn mua tủ bếp. Nếu có câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại ở phần bình luận. Vinakit chuyên gia tủ bếp sẽ tư vấn với các bạn phương án tốt nhất theo cái kinh nghiệm thực tế của mình. Tất cả video hay lời chia sẻ của Vinakit sẽ luôn từ kinh nghiệm thực tế và là cái khách hàng là các bạn có thể kiểm chứng được. Cảm ơn các bạn và hẹn lại gặp lại các bạn ở các video lần sau. Xin cảm ơn.